Hello các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái dòng sản phẩm mới đây nha. Giờ này mình thích ra ngoài đường để review quá, ngồi nhà nóng nực các bạn ơi, ra đây cho anh thoải mái. Đây cái dòng xe mới, cái bánh xe rất là lạ các bạn. Theo như quảng cáo nè, là ảnh tiến nè, lùi nè, trái phải nè, rồi anh đi kiểu xéo được luôn à. Anh đi kiểu xéo nè, rồi cái này anh nghiêng qua nghiêng về nè, nhìn như kiểu này nhún nhảy hả. Đấy, còn dưới này nè, grip nè, grip nè, có nhạc nè, có cái này cái gì tùm lum hết trơn, rồi còn nhảy nè, đèn nữa. Cái này con này hay có vẻ nhiều chức năng đó các bạn ơi. Con này cái hộp nó mình sẽ đo cái thước cho bạn xem nha. Này mình mới mượn được cái thước đo nè, với tí ti thước 1 mét nha bạn. Đây kích thước hộp của nó là rơi vào khoảng 48, thì con này nó cũng to đó các bạn. Rồi mình bỏ qua nha, này mình tháo hộp ra rồi. Đây em nó đây. Cái cảm giác ban đầu của mình đó là cầm con này nó nặng đó các bạn. Nó nặng hơn rất là nhiều so với các con khác. Cái này mình nghĩ chắc nó nặng gấp đôi á. Nó nặng ở hai cái trục cầu này các bạn. Kích thước của nó mình sẽ đo cho các bạn xem nha. Đây, tầm khoảng 33. 33 nè các bạn. 33 cm, bề dài. Bề ngang là 22. 22. Vậy thì con này rơi vào tỷ lệ khoảng 1.14 các bạn. 1.14 cầm trên tay đầm chắc lắm. Đây có đèn nữa nè, 4 cái đèn này là đèn thật luôn chứ không phải như mấy cái xe kia là đèn nhựa đâu nha. Nhìn sơn rồi hình nó coi có cái gì lạ nữa không. Đây dưới này có đèn nữa. Đây dưới này có 2 dải đèn, 2 cầu. Con này chắc mình nghĩ là 2 cầu là chắc chắn rồi. Còn đây là cái remote của nó, rất là nhiều nút luôn nha các bạn. Lát nữa mình sẽ test cái chức năng chi tiết của từng nút nó là cái gì nha. Nó sử dụng pin 2A. Mình bỏ pin vào luôn, test luôn. Rồi pin của xe nó sử dụng pin 18650 7.4V 1400mAh. Con này 2 cục 2 cell. Con này sau này các bạn muốn thay thế nâng cái dung lượng cao hơn để mình chơi lâu hơn cũng được, ok luôn nha, không có vấn đề gì hết. Nó sử dụng pin này thì quá dễ dàng rồi. Còn cục sạc của nó, cục sạc của nó là 7.4V, đầu ra là 7.4V 800mAh. Cục sạc này ok nè các bạn. Cái đầu vào của nó là 5V 1 hoặc 2A cắm vào cốc sạc điện thoại là ok nha các bạn. Rồi mình sẽ bỏ vào test luôn. Ở đây nó có một con ốc, mình phải mở nó ra. Dạo này các xe điều khiển nó đều có cái con ốc như này để nó bảo vệ khi lỡ mình chạy leo vô mấy cái ổ gà, vượt địa hình nữa các bạn, nó không có bị rớt cái nắp pin ra. Con này mình mua tại myricky.com nha các bạn. Giá của nó là 840.000. Cầm trên tay nó nặng lắm các bạn ơi. Gắn pin vô nó còn nặng. Con này chắc gần cả ký 2 á các bạn. Ký 2 tới ký rưỡi á. Để mai mốt mình cân thử coi như thế nào. Rồi ok, lắp pin vào rồi. Bật công tắc lên. Công tắc đâu rồi? Công tắc đây nè. Trên góc này các bạn. Đó. Ghê trời. Nó nổ máy luôn, nó có loa nữa các bạn ơi. Này các bạn nghe không? Đó, nổ như phân khối lớn. Ui, nuôi luôn. Đèn lên rồi nè. Đó, đèn dưới nè. 7 sắc cầu vồng luôn. Đó, đèn ở đây nữa. Đèn đây nữa. Quá dữ luôn. Rồi, giờ mình test sơ các chức năng trên remote của nó nha. Cái nút nhạc đi. Đó. Nó nhảy nè, nó nhảy nè các bạn. Đó. Rồi các bạn ơi, nó mới quậy dữ quá, mình mới chụp nó vô đây. Bây giờ mình sẽ mở lại cho các bạn xem nha. Khởi động nó nè. Đâu rồi, công tắc nào. Đây, để dưới đất nè, khởi động nha. Đó. Đó, khởi động lên nhích một cái. Kêu tiếp tiếp như là xe hơi mình bấm remote vậy các bạn. Rồi, giờ test lại nha. Con này nó có thể nhún nhảy tại chỗ, nó hát nhạc được nhiều bài luôn. Giờ làm lại cái nha,
Hồi nãy mình đã gần sát con đó, giờ bưng ra đây đi cho nó nhảy thoải mái luôn. Đó. Test lại nút nút nhạc tính sau đây, nút mình làm nút kèn đi. Đó, bóc kèn luôn các bạn. Đó nghe nè. Ghê chưa? Rồi cái nút bên này nó có cái 1 2 3. Thử coi. Nó không có cái gì hết ta. Nút này không có chức năng các bạn. Chắc là nó cài đặt gì đó. Cái nút con chuột này cũng vậy nè. Rồi ok, coi như hai nút này là không xài tới đi. Thì cài đặt gì đó, cài nhạc gì đó thì cài. Không biết có cài được không nữa. Thì mình để nghiên cứu sau nha. Rồi giờ mình sẽ mở lại cái nút nhạc các bạn xem nè. Đó. Nhạc đồ nhảy đồ dữ trời. Đó. À, bài thứ nhất nha. Bài thứ hai nè. Gấp cái nữa. Rồi nhạc TikTok luôn. Hay đó các bạn. Ở đây ồ hơi ồn nghe nên nè. Nghe nhạc nó không được to lắm. Lại nè. Nhạc TikTok không nha bạn, nhạc đời mới không á. Lại tiếp. Hoàn toàn tự động nha các bạn. Hết nhạc hả? Hình như pin yếu rồi các bạn ơi. Pin yếu rồi, thôi để mình sạc đi. Cái này nó có nhiều chức năng quá cho nên nó hơi hao pin. Mình sạc xong mình sẽ review lại chi tiết cho các bạn nha. Con này khá thú vị đó các bạn. Ok, bây giờ mình sạc đầy pin này các bạn ơi. Nay cũng chưa đầy đâu, mới được một chút à. Giờ mình sẽ review lại cho các bạn xem chi tiết nó nha. Rồi, khởi động máy nó lên nè. Đó, nghe chưa? Đề cái là nhích bánh liền. Rồi, bây giờ mình sẽ test lại cái nút chức năng của nút nhạc hồi nãy nó phát được mấy bài nha. Rồi, cái kiểu nhảy luôn nè. Rồi, cái điệu nhạc đầu tiên. Đó. Ủa, nhảy như Michael Jackson vậy. Nó hát lâu hơn hồi nãy nha các bạn. Nãy hết pin cho nên nó hát nửa chừng là nó ngừng rồi. Rồi, kiểu nhạc thứ hai. Đó. Nó chạy tùm lum hướng không biết đường nào mà quay nó luôn. Rồi ok, kiểu nhạc thứ ba. Cho nó chạy ra ngoài đường đi. Rồi. Kiểu nhạc thứ ba. Rồi, kiểu nhạc thứ tư nè. Kiểu nữa. Nó tầm khoảng 5 kiểu nhạc nha các bạn. Ok. Thôi, cho nó chạy lưu ra đi. Rồi, mình test cái nút tiếp theo nha. Là nút này bên này coi. Đó, nút này là anh xay vậy, anh xay tại chỗ nè. Nút qua bên đây. Đó, có này anh chạy ngang được nè. Đó, các bạn thấy không? Không cần phải quẹo bánh. Nút bên đây. Đó. Ok. Đó. Nút xéo này đi. Đó, chạy xéo được luôn nha, chuẩn luôn. Xéo lên nè. Đó. Ok. Rồi ở đây có thêm cái nút nhảy nữa nè. Thử coi. À, nhúng nè. Hạ gầm được nha. Cái nút giữa nè các bạn. Đó. Nâng gầm hạ gầm luôn. Như robot vậy các bạn ơi.
ghê. Nhảy phát nè, nhảy phát chào mọi người coi. Không biết là cái nhạc này mình có thể đổi được bài hát hay không nha, để mình tìm hiểu coi sao. Ok, với mức giá này thì các bạn thấy làm sao, các bạn có thể comment bên dưới nha. Rồi, sản phẩm này đang hiện đang bán tại website myricky.com. Các bạn có nhu cầu thì link dưới phần mô tả của mình nha. Ok. Rồi, clip mình đến đây là kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Rồi, nhảy điệu chào tạm biệt mọi người nè.